Rồi, giờ bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Thì mình mới phát hiện khi mình bước lên đây thì mình được một cái jump boost và chúng ta thấy có một cái lỗ ở đây. Ấy, rồi, không kịp. Ta không thấy một cái lỗ đó. Cho nên chúng ta có thể nhảy lên. Nhảy. Ồ, dở quá. Cái nữa chết. Yeah, lên. Thì trên này ta đã biết được gần hết. Còn dấu này ô 1 và 3 ta chưa biết. Thì trên này nhìn là cũng có thể đoán được là khi ta gặt cái cần này thì cái màu nào đó nó sẽ biến mất. Nó mất ở đằng này. Ta phải bắt được cái cầu để qua được tới bên kia. Chỗ này không có tắt mở gì được hết. Không xuất hiện cái gì ở đâu. Mình nghĩ là chúng ta đã làm được rồi. Bây giờ đi xuống dưới lại. Đang lấy cái jump boost. Ta lên tầng cao nhất. Rồi, chính xác. Có tờ giấy ở đây. Mày để làm gì ta? Cứ mỗi lần bấm thì cái ô vuông nó lại thay đổi vị trí. Bây giờ có thể đoán. Thể là số 7. Bảy bốn ba sáu sáu. Không có chuyện gì xảy ra. Chuyển hai số lại. Có những số chưa biết. Chúng ta biết được hết rồi. Giờ chuyển thành số 9. Không được luôn. Sau đó số 7. Chỉ phải đoán mọi là gì, có nhiều thứ chưa biết. Hả? Rồi cái đe bể rồi sao giờ? Kiểm tra lại lần nữa. Coi thử coi. Mở thêm được chút. Cái này
Cái này khác cái dưới hồi nãy. Thử bỏ tờ giấy vô lại thử có chuyện gì xảy ra nữa không. Mã là 5 1 6 8 2. Có gì nữa? Nghĩa là chỉ còn ở ngoài này thôi. Nó lên trển được rồi, còn ở đây. Bỏ cái ô này. Ô màu tím lại cũng nó chỉnh cho nó lên. Dạng. À, đây, ô màu tím. Cũng không biết mà thích chỉnh lên cho có vậy thôi. Còn ở đây nó có cái gì thì chưa biết. Ta có hai đường để lên. Cái đó là số gì không biết. Mà ở đây đề là số 1 ngược. Khó hiểu. Có những cái chỗ chúng ta chưa thể qua được. Giữa đó. Có cái switch ở trong mà không có chạm tới được. Cái phòng này hình như là cái phòng lật ngược của cái phòng hồi nãy chúng ta nhảy nhảy nhảy. Đúng không? Cái ô vuông nè. Vuông là số 1. Không có gì hết. Câu hỏi được đặt ra ở đây thì cái này dùng để làm gì? Quay trở lại cái phòng mà đắng.
có cái lối vô, có cái lối đi qua bển. Quay ra ngoài trước đã.